mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách hát reset máy Philips V787, bấm phím nguồn với âm lượng tăng, thả ra, máy sẽ vào, từ từ máy sẽ ra vào giao diện recovery. Rồi, sau đó các bạn bấm phím nguồn với phím âm lượng tăng nhấp một cái. Rồi, chọn chế độ là VP Data Set Factory Reset. Bấm phím nguồn để chọn. Chọn Get Delete All Data. Bấm phím nguồn để chọn. Rồi, máy đang hát reset. Rồi, máy sẽ ra diện này thì bạn chọn Reboot System Now. Bấm phím nguồn để chọn. Vậy là xong ha. Cảm ơn các bạn.